đang trên đường đến sân bay Haneda để chào đón sư phụ cùng với cả đoàn và tất cả mọi người. Bây giờ đang rất là háo hức được chào đón sư phụ. Rồi, các con khỏe cả chứ hả? Đây là lần đầu tiên sư phụ đến đất nước Nhật Bản đấy. Lần đầu tiên, first time đấy. Và ngày hôm nay thì anh chị em chúng con cũng từ các tỉnh mà đổ bộ về thành phố Tokyo, và tại nơi đây, tại sân bay Haneda thì cũng có những anh chị em là lần đầu tiên được gặp mặt. Một duyên lành hơn nữa đó là lại được đón tiếp sư phụ chư tôn đức tăng cùng cô chủ nhiệm. Và ngay lúc này thì chúng con không biết dùng câu chữ nào để nói lên được cái sự xúc động của chúng con ngay bây giờ. Chúng con chỉ biết là vô cùng hoan hỉ và xúc động. Sư phụ rất là mong cái niềm vui ngày đầu gặp gỡ giữa sư phụ và phái đoàn cùng với tất cả các con ở trên tại sân bay Haneda của Nhật Bản này, cái niềm vui này nó sẽ được lâu dài. Cho nên chúng ta biết cái gì rồi nó cũng vô thường, nhưng sư phụ muốn cái niềm vui này nó được giữ được lâu dài, và có lẽ nó sẽ vui suốt cho hết cái cuộc hành trình khi sư phụ sang đất Nhật nhá các con nhá. Xin chào Đạo Hiếu về rồi đấy ạ. Mình đang đi mua nốt một chút đồ còn thiếu để các Phật tử xa xứ Nhật Bản, Hokkaido và Tokyo sẽ chuẩn bị đồ ăn để trưa nay sư bát chư tăng ở hội trường. Đang chuẩn bị món salad Nhật, gọi là salad Nhật. À, salad ạ. Thì đây là cơ hội hiếm hoi, rất là mong muốn và chờ đợi rất là lâu để thực hiện cái công việc này. Em là bạn của chúng. Hôm nay mình rất là hoan hỉ tham dự buổi hoàng pháp đầu tiên của sư phụ Trúc Đại Minh tại đất nước Nhật Bản. Thầy còn ở lại đất nước Nhật Bản rất là lâu, và thầy sẽ còn giảng pháp ở nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản, nên quý đạo hữu và nhân dân mong muốn được nghe sư phụ truyền trao cho những người pháp hữu quý báu thì có thể theo dõi hành trình của sư phụ. Xin chào các bạn.